xuống đi, ăn cháo nè, ăn cháo nè, ăn cháo nè. Ồ, nè nè, đồ chơi của con nè. Anh Chiên không chịu ngồi, ông ngồi của chú. Ngồi của chú thấy không? Cái này sao nhỉ, nhẹ quá dữ không biết nè. Ăn cháo kìa. Thì ba ngồi ba. Cho chú em. Tăng ở bên dụng khoai can. Chị tăng. Nãy chị tăng xe lại. Tăng nhé nhỏ. Tăng nhé nhỏ à. Y Ly, nãy Y Ly. Y, cứ gồm sổ luôn à. Nguyên xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Malaysia. Sáng chị nhõng nhẽo nè ông bà một chút. Không chịu ngồi. Gì con? Có nấu trứng gà cho chị ăn. Không biết chín chưa? Pho rồi ạ. Pho xinh xen nó pho mà. Trứng gà bị bể, luộc bị bể. Trứng gà bể nó tươi mà. Ăn con, ăn con. Yeah. Chi tan. Trứng gà. Ngồi xuống trứng gà. Nhìn con xem. Trứng gà đó. Dù nó cứ quà xì quặng nó cứ quà xì sai nó cứ plastic nó cứ thì phân than. Chèo thi tàu. Chịu ngồi nữa ha. Phải có đồ ăn. Chân cửa. Chỉ đổi khoai à. Mày con, ngồi xuống. Vô la bỏ vô trái la. Ngồi xuống. Bỏ bắp lên thì sao? Phải có đồ ăn mới được. Ok, ngon không? Ok. Rồi. Ngon rồi đó ngồi của chú lại đây chơi này. Ngon. Nguyên chồng Nguyên mua cô chú ơi, bữa nay mẹ Nguyên ăn trứng gà nè. Má thao vị chi nè. Chú chồng Nguyên lấy cái yếm cho chị. Bố hỏm chồng Nguyên á. Chồng Nguyên uống cà phê á cả nhà. Trà sữa, uống ly nè, trà sữa Malaysia. Nó là ở trong đó là lít tâm, bạch trà lít tâm với lại sữa tươi á. Cái bạn nó vô nói sao? Trời uống trà sữa mà uống ly bự vậy đó. Bình thường. Tại kiểu bạn nó không thích mình, cái bạn nó vô cười á. Mà Nguyên thấy bình luận nào Nguyên vô cũng vô cười nhạo với lại chê hết cả nhà. Cái Nguyên kiểu như vô soi những vô soi để bình luận chê đúng không? Thấy bình thường đâu, tại vì đâu chồng Nguyên đâu phải uống một lần hết ly sữa nào cả nhà. Ông muốn từ từ, ông muốn kiểu như pha uống một ngày tới trưa luôn á. Lần quá. Ở Việt Nam mình vậy thôi. Mẹ Nguyên á, ổng bỏ pha cà phê hay pha gì á, pha lần cà phích, cà bự, cà bá uống từ sáng tới chiều. Pha một phích uống từ sáng tới chiều luôn á nha. Ngon không? Ồ, đã dữ rồi trời. Vậy đó mới chịu đó. Thì chứ mấy bạn khổ ha. Sống mà cứ sân si người ta. Vô sân si chê. Người ta sống cho mình chứ đâu phải sống cho ai đâu. Sống cho bạn đó đâu mà vô thì chứ sân si đủ thứ. Cái gì cũng không vừa ý chứ. Mình sống cho mình chứ mà sống cho người ta đâu mà phải giữ ý người ta.
dịp đem á, bà pha hơn lại pha bích trà bá nữa, uống từ sáng tới chiều đúng nghĩa luôn á, bình thường. Nếu như nước khác thì Nguyên không biết nha, chứ ở Việt Nam mình pha nước mà pha phích bự là bình thường. Nguyên thấy bình thường, không có gì khác, không có gì lạ. Đúng không anh em? Để cho mô Mỹ Hồ ăn sữa đó. Ủa, khó. Cơm gà, Nguyên ăn cơm gà. Anh Chinh ăn cơm gì? Anh Chinh dạo này ăn ai ngậm mà nha. Mẹ chưa miếng thịt gà cho con. Gà này gà người ta hấp, ta luộc đi. Chưa miếng cho anh Chinh. Nấu cháo bí gợ với là thịt heo á cho anh Chinh. Dù. Rồi xong. Nè. Anh Chinh khoái ăn bắp. Nào sáng chồng đi chợ đó. Người ta không có bán bắp. Mình lấy muỗng. Rồi. Đây. 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 Trứng gà hả cả nhà? Ở Malaysia bữa có người ăn bị trúng thực, lý do là gà bị hộp gà bị hư. Nghe đá táo đại cái gì vậy? Cho nên người ta ăn trúng thực, không biết có sao không thì Nguyên không có hỏi, không có coi. Cái bắt buộc là trứng gà phải để phải in ngày tháng hết hạn á, mà này không có in nè. Thịt cái không có đóng mọc với lộn, không in thịt cái. Nguyên nghĩ lý do gì ăn cái trúng cái gì á, trúng thực chứ không phải là ăn hột gà đâu cả nhà. Tại vì Nguyên nghe Việt Nam mình á, người ta có bán hột gà thúi nữa mà. Nguyên phái ăn hột gà, hột vịt nó ngon gà. Nguyên phái ăn như lắm luôn á, trời ơi, nó thủng thủng, nó bùi bùi, ăn nó nồng nồng, nó ngon ha. Ở Việt Nam mình có. Trời ơi, cơ này. Có phải ăn. Xạo quá không ơi. À Chiên á. Cọc tóc. Cọc tóc của ai? Nó không xạo. Mà của ai? Mình nghĩ á, ăn chúng cái gì chúng thật chứ không phải hột gà đâu. Hột gà Việt Nam mình vịt đồ người ta còn phải hột vịt thúi mình ăn nữa mà. Nhưng bụng yếu yếu đừng ăn thôi, ăn giặt bụng mà thấy bà luôn. Chị ngon không? Bữa nay mẹ nấu cháo không? Nấu cháo gì? Nấu cháo gì quên rồi. Chị gợi chị ăn á, chị gợi thịt heo á. Bây giờ ăn tăng nhiều nó quánh rồi một. Cơm gà, Nguyên chỉ biết ăn cơm gà thôi chứ biết ăn gì. Cơm á, cái mình để trong hộp này nè cả nhà, cái mình ăn luôn. Cái bữa hổm có người vô bình luận nói vì sao, sao mua xong không ra, không để ra
ra dĩa ăn chứ để trong hộp ăn nhìn thấy gớm. Ăn trong hộp nhìn thấy gớm. Ủa cơm hộp ăn trong hộp chứ ăn sao trời nhìn thấy gớm thì chứ mắc mệt thì. Sao mà sang si nữa cái từ khó nghe quá sao kỳ thị quá ha. Ăn cơm hộp bình thường có đâu gớm. Nhiều khi Nguyên không nấu ăn cái nhà mua cơm hộp về ăn cho tiện gọn. Chậm đi rồi biết với chị ngoại nhai nha con nha nhỉ nhỉ. Nhảy vậy là chỉ trả lời lại là phải gọi sao ta nhảy là đặt tiền á, nhắn câu khó nghe là chỉ trả lời lại là nhảy là đặt tiền á. Ăn người ta ăn cơm hộp mà kêu ăn cơm hộp để trong hộp nhìn thấy gớm. Vậy tiện thôi vô chén chứ ai mua cơm về ăn, mua đồ ăn về ăn xong rồi người ta để trong hộp về mình trút ra không, trừ khi để trong bọc thôi, trừ khi để trong bọc thôi cả nhà, chứ để chứ ăn cơm hộp thấy bình thường quá đâu. Ừ. Cái này với cái này là một chén đó cả nhà, tại vì mình để ngoài nè cho nó mau cho nó mau nguội cho chiên ăn. Chiên thích ăn bắp cũng ngoài của chú ơi. Cháu quay đi ha. Cháu quay là gì vậy ha? Mình thử cho chiên tập ăn khô, nấu đồ ăn bỏ ra cho chiên ăn không chịu ăn, bóp bóp dục chắc tuổi này tuổi lười ăn quá, ham chơi phái chơi lắm, chơi chơi mà không chịu ngủ luôn á. Vô này nút nhai nhai nút cái bình luận á, mắc cười lắm, tự nhiên cái mặt này. Mở đèn á, với lại hai cha con này tối quá, nó ập ánh sáng vô Nguyên hết trơn rồi. Nguyên lúc mà Nguyên chưa mới làm YouTube đó cả nhà, nhiều người ta bình luận á ác ý lắm, mình chưa có quen á áp lực kinh khủng luôn, khóc khóc hoài gì áp lực á, ngủ không được, không đọc cái bình luận nào mà ác ý á, với lại nói những cái câu không hay á, cái buồn khóc ngủ không được. Giờ làm quen á cái người ta nói que, người ta nói ghét, người ta nhiều người ta kiểu như có nhiều người ta không thích mình, người ta những ngắn những câu ác ý, người ta không có gì, không có nghĩ đến là hậu quả của người ta luôn á cả nhà, người ta nghĩ là người ta nói hả dạ người ta nói cho vừa lòng, người ta làm cho người ta xúc phạm tới mình á, cảm thấy người ta cảm thấy người ta thoải mái luôn á, chắc vậy á. Bây giờ
quen rồi, xem cũng bình thường. Ai nhắn tin đối nói với Nguyên sao Nguyên trả lời y hệt vậy, chửi mình thì mình chửi lại Nguyên nha. Cho Nguyên muốn cho họ biết cái cảm giác mà người khác chửi mình á, nhưng mà không nha. Nhắn tin nói Nguyên nha, câu xúc phạm cho Nguyên trả lời y hệt nghĩa. Nguyên trả lời cả nhà, cái quay qua khó chịu. Thầy Chiến à, quay qua khó chịu nha, không chịu ăn thịt gà. Nguyên hỏi một câu, bạn cảm thấy khó chịu người, khi bạn nhắn cái câu khó chịu người ta xem, người ta đọc cũng cảm thấy khó chịu, bạn nghĩ sao? Im gu, căng lòng luôn mà. Nó là anh chị cô chăng. Ừ. Nếu mà cô chăng khuy được ăn nữa cơ à? Trong ơn. Cái đi chi màu sẽ mà. Không ai quy hả? To sẽ đi ly. To sẽ có những cái gì chim mỏ to ba này chẳng nhiều. Cho mua hoa quỳnh chẳng ấy. À, chị thấy trứng gà khanh tao chi tan mà chị thấy là như hồi xưa. Xin xem. À, thấy, chị thấy trứng gà. Cái cô bán hộp gà hỏi chồng Nguyên, bộ nào giờ không mua trứng gà mắc nhẹ hay gì? Mà một trứng như vậy là 3 đồng 7 đồng 7 sen cả nhà, là có nghĩa là 3 ngàn mấy, 4 ngàn gì đó, 3 ngàn mấy. Từ từ con. Mà trong khi đó chồng Nguyên thường ăn hộp gà lắm, mà không biết sao cái cô đó hỏi chồng Nguyên. Nhưng cái này sẽ khăn chứ cơ chi tan mỹ một chốc nó hao mà nó mà chỉ hao quên này em. Nhưng chắc là anh nhìn cái hộp gà này sao không có in ngày tháng á, cho nên cuối cô đó hỏi vậy. Chồng Nguyên nói, chồng Nguyên ông lắc đầu. Thấy trứng gà là trăng ái của anh chị. Anh chị không có hảo ăn thịt không bà của chú ơi. Cá hộp gà bún mì đồ kia A Chiên cũng không chịu ăn nữa, nhưng có mua nấu cho A Chiên ăn. A Chiên không có hảo ăn, cũng ăn đó nhưng mà không thấy là cơm với lại bún với mì là A Chiên không chịu ăn hả. Hộp gà là muôn năm, hộp gà này tươi nè. Bây giờ chị có trứng gà, ba đi cũng không sao. Thấy không, có đi trà sữa chồng Nguyên đâu uống hết đâu. Ông uống thấy chưa đó, chứ đâu phải ông pha một lần là ông uống hết nguyên ly đó, uống gì nổi nguyên ly. Trà sữa bên này nó pha vậy đó nha. Họ luôn mua cái loại bịch trà mà trà nước tăm á. Sữa họ lấy không vậy? Có nhiều chỗ người ta không lấy sữa tươi đâu, ta lấy loại sữa hộp á cả nhà, giống sữa họ mình vậy đó, cái hộp vậy đó, nó rẻ hơn sữa tươi. Chị ăn là hả, ít nhất cũng nửa tiếng thôi mới hết rồi cả nhà, ít nhiều gì cũng nửa tiếng, thời gian dài nhất là nửa tiếng.
thường thì trung bình ai chiên ăn cỡ 15 phút, 20 phút hết. Tắt máy cho ai chiên ăn chỗ lại ăn bà của chú rồi chứ. Thôi video của Nguyên đến đây kết thúc cả nhà. Nguyên cảm ơn cả nhà đã xem ủng hộ video của gia đình Nguyên ạ. Mến chúc cả nhà một mới thật an lành. Bye bye. Bye bye. Bye bye bà của chú nha. Bye bye.